Có thể nói, công tác dân vận khéo là một trong những giải pháp mấu chốt giúp Đà Nẵng về đích các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu mới ban hành, công tác dân vận tiếp tục được vận dụng nhuần nhuyễn để huy động đồng bộ sức dân, giúp diện mạo nông thôn thành phố ngày càng khởi sắc hơn. Thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang là một trong những thôn về đích thôn kiểu mẫu nông thôn mới sớm nhất trên địa bàn thành phố khi hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí vào năm 2018. Để diện mạo thôn được như ngày hôm nay, ngay sau khi phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, Ban nhân dân thôn Bắc An đã huy động sự vào cuộc của người dân với hơn 218 ngày công, đóng góp 1,8 tỷ đồng kinh phí, qua đó bê tông hóa 568 mét giao thông nội đồng, 416 mét kiệt hẻm, đèn điện chiếu sáng. Hầu nữa là đường xóa là coi như là hắn chặt hẹp mà nó nhét nhót là hơi bay không tưởng được. Cái rồi mới đi vận động từng hộ dân để hiến đất, để lồn cái con đường. Lồn con đường sang rồi là mới tổ điều kiện là mới trồng hoa, trồng cây để xây dựng được cái nông thôn mới kiểu mẫu được cái trên công nhận. Không giống như cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu được thành phố ban hành chỉ có 6 tiêu chí, tuy nhiên là hàm chứa rất nhiều nội dung khó thực hiện với mức độ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, từ thực tiễn bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại Hòa Tiến, ngoài sự nỗ lực các cấp, ban ngành đoàn thể ở xã, các địa phương luôn xác định công tác vận động tuyên truyền tiếp tục là giải pháp then chốt trong kế hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rà soát những cái tiêu chí nào nó không đảm bảo và chúng tôi sái sao vào cái hệ thống đường với lại cái mảng phát triển kinh tế thương mại dịch vụ. Thì hiện nay đối với là đường xã trên Hòa Phước thì chúng tôi cơ bản thảm nhựa là bê tông hóa cơ bản rất là đảm bảo. Bên cạnh đó thì Hòa Phước lại trải dài trên cái trục quốc lộ 1, cho nên là chúng tôi cũng vận động nhân dân dọc tuyến quốc lộ 1 để chúng ta phát triển về thương mại dịch vụ. Vì mỗi một cái giai đoạn thì nó có một cái tiêu chí, nó có thể có những thay đổi, và khi chúng ta xây dựng và phát triển rồi á thì chúng ta cần tiếp tục để nâng cao cái tiêu chí hơn nữa. Thì chúng tôi đã tổ chức giao ban và chỉ đạo cho các đồng chí bí thư chi bộ quán triệt cho cả hệ thống chính trị và đặc biệt là các đồng chí đảng viên với tinh thần là vì nhiệm vụ về xây dựng phát triển nông thôn mới là chủ thể của người dân, thì trách nhiệm người dân phải có trách nhiệm tham gia vào chính vào cái phát triển nông thôn mới. Có thể thấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng và khéo trong công tác tuyên truyền vận động đã góp phần giúp người dân hiểu ý nghĩa, mục đích thụ hưởng của việc xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, tạo chuyển biến mới trong diện mạo nông nghiệp, nông thôn, nông dân.